Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả tăng ni và toàn thể Phật tử, chúng tôi đủ duyên về đây để thuyết một thời pháp cho toàn thể tăng ni và Phật tử nghe. Đó là cái duyên lớn của chúng tôi. Và hôm nay tôi sẽ thuyết một đề tài. Đề tài này là những vấn đề dường như mâu thuẫn trong đạo Phật. Bởi vì tất cả chúng ta ai học Phật đều nghe rõ rằng đạo Phật là đạo từ bi, mà từ bi có nghĩa là ban vui cứu khổ. Thế mà khi Đức Phật thành đạo rồi, cái bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật là bài Tứ Đế. Trong bài Tứ Đế đó, đế đầu là khổ đế. Thì người đời đã đặt câu hỏi: đạo Phật là đạo cứu khổ, đạo ban vui, tại sao vào đạo cái nghe Phật nó khổ không à? Như vậy thì có phải là đạo Phật bi quan, yếm thế hay không? Cho nên chúng tôi cần giải thích cho tất cả quý vị hiểu rõ những cái dường như mâu thuẫn này. Bởi vì đạo Phật là đạo cứu khổ, nhưng mà với tinh thần khoa học, Đức Phật muốn chỉ rõ cái khổ đó thì trước hết Ngài nói cái quả, quả khổ rồi sau Ngài mới chỉ cái nhân để cho quý vị nhớ. Tôi đã nêu lên vấn đề là đạo Phật là đạo cứu khổ ban vui, mà tại sao trong đạo Phật bước đầu Đức Phật giảng Ngài lại nói về khổ đế đứng đầu? Như vậy khổ đế đó tức là làm cho người ta hiểu lầm rằng đạo Phật là bi quan, là yếm thế. Nhưng xét kỹ, đạo Phật là đạo rất thực tế, rất khoa học. Đức Phật muốn nói về cái quả trước, rồi sau mới chỉ cái nhân ra. Vì cái nhân là cái khó biết, thầm lặng, cho nên Phật phải nói cái quả là quả khổ. Như vậy cái khổ mà Đức Phật kể, chúng ta kiểm lại, như Phật nói con người sanh ra rồi lớn lên rồi già rồi bệnh rồi chết. Cái già bệnh chết không ai mà ra khỏi hết. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại tất cả quý vị: mỗi khi chúng ta tuổi già, quý vị có cảm thấy khổ không? Khi chúng ta bệnh, quý vị có cảm thấy khổ không? Và nhất là khi chết, quý vị có thấy khổ không? Như vậy thì là con người ai cũng bị cái cảnh già, bệnh, chết nó dành sẵn hay nó trực sẵn cho mình. Mà những cái đó đều là cái khổ. Như vậy thì ở thân chúng ta có già, có bệnh, rồi có chết, cho nên thân này là khổ. Còn nội tâm chúng ta sao? Quý vị, ở trong tâm mình có những cái vui buồn,
có những cái bực bội, như là ở trong kinh Phật nói ái biệt ly khổ, quán tấn hội khổ, cầu bất đắc khổ và ngủ ấm xí thành khổ. Nghĩa là người mình thương yêu nhiều mà phải xa lìa có phải khổ không? Người mình quán hờn, mình không ưa họ mà họ cứ đứng nhăn nhãn trước mắt mình hoài, có khổ không? Những cái gì mình mong cầu mà không được thì cái đó có khổ không? Và tất cả trong thân chúng ta, trong thân chúng ta khi nó sung thịnh thì nó có những cái đòi hỏi làm chúng ta phải khổ. Như vậy thì tất cả chúng ta về thân, về tâm đều có những cái khổ mà không ai tránh được hết. Vì vậy cho nên Phật nói thân này là khổ, nhưng cái khổ không phải bỗng dưng nó đến mà nó có nguyên nhân. Nguyên nhân cái gì? Phật dạy cái nguyên nhân đó nói cho đủ thì rất nhiều, nhưng ở đây tôi tóm lược chỉ nói những cái nguyên nhân căn bản là tham, là sân, si, mạn, nghi, tà kiến. Nè, quý vị trong lòng có tham không? Chắc ai cũng có hết. Mà tham á, đó là cái nhân khổ. Thí dụ như cái tham căn bản nhất là tham sống, phải không? Bây giờ ai nói sắp chết thì quý vị nghĩ sao? Buồn không? Mà nhất là người Việt Nam chúng ta lâu nay có cái quan niệm đầu năm á, thì tới chúc nhau sống cho dài, sống cho lâu, phải không? Chúc sao? Chúc cho anh, cho chị, cho cô bác sống được bá niên trường thọ, phải không? Sống 100 tuổi, 100 năm. Bây giờ nếu đầu năm mà có ai lại chúc, chúc anh, chúc chị ngày mai chết thì quý vị chịu không? Chịu không? Chắc không chịu, có lẽ đuổi ra khỏi nhà gốc. Đó. Như vậy tại sao người ta nói ngày mai chết mà mình không chịu, mà nói 100 năm mình chịu? Mà 100 năm đó có thể người chúc có sự thật hay không? Đâu có sự thật. Còn nói ngày mai chết mà mai không chết thì cũng không có sự thật. Thì tại sao nghe chúc 100 năm á, thì mời uống trà đàng hoàng, còn chúc ngày mai chết cho đuổi ra khỏi nhà? Thì như vậy để minh chứng rằng chúng ta tham sống, sợ chết, phải không? Bởi vì tham sống cho nên nghe tới cái chết là buồn bực, là khổ sở. Còn nếu mà ngày nào đó quý vị không có tham sống nữa thì nghe chết có buồn không? Chắc không có buồn. Tại vì mình đâu có muốn sống dài, sống chi cho dư nếu không làm gì được. Do đó cho nên chúng ta không còn tham sống thì không còn cái khổ về cái chết. Còn nếu mà chúng ta tham được giàu sang, nhiều tiền, nhiều của, mà nếu không có giàu sang thì chúng ta có khổ không? Mà quý vị thấy, quý vị có tham cái đó không? Tham giàu sang, nhiều tiền, nhiều của. Bởi cái tham đó cho nên rồi nhiều khi Phật tử làm ngược lại cái gì Đức Phật đã dạy. Đức Phật dạy mình bớt tham, mà đi chùa lên cúng được một dĩa quả, bó hương, cái quỳ xuống xin Phật cho con làm ăn phát tài, cho con cái thi đậu, cho mọi việc được như ý, vân vân. Thì quý vị có tham không?
mà Phật dạy bỏ tham, mà mình tới trước Phật mình còn tham vậy đó, thì như vậy là mình có hết khổ được không? Có tham, tham làm ăn phát tài, mà lỡ làm ăn thất bại thì khổ. Còn nếu mình không có tham, làm thì cứ làm tùy duyên, được thì tốt, không được thì thất bại cái này làm cái khác, không có sợ, không có mong cầu, thì mọi việc nó được bớt khổ. Đó là cái khổ do lòng tham. Còn bao nhiêu thứ tham khác nữa, mình càng tham mà không được như ý, tức là mình càng khổ. Cho nên nói tham là cái nhân khổ. Đó. Rồi sân là nóng giận. Quý vị nóng giận có khổ không? Mỗi một khi nổi nóng lên rồi, không phân biệt phải quấy, nói bậy, làm bậy, rồi tới chừng hết giận thì chừng đó mới hổ thẹn, rồi hối hận, thì chuyện đó muộn màng rồi. Chính vì sân mà chúng ta xử sự với nhau nhiều khi gây thương tích, nhiều khi làm buồn khổ rất là lâu. Vì vậy mà cái sân là cái gốc khổ. Mà tất cả quý vị ở đây, quý vị có sân không? Như vậy tham có nè, sân có rồi, thì hai cái khổ rồi, hai cái nhân khổ đầy đủ. Rồi tới cái si mê, quý vị có si mê không? Chắc có luôn. Vì vậy mình chưa giác tức là còn mê. Như vậy thì tham sân si chúng ta chưa đủ. Rồi mạng tức là ngã mạng, quý vị làm được cái gì hay, được cái gì giỏi thì coi những người dở hơn mình ra sao, coi họ không ra gì, phải không? Cho mình là cao là hơn. Nhưng mà ở trên đời này có ai mà hoàn toàn hay hết? Được mặt này sẽ thua mặt khác. Mà chúng ta mới được cái gì cái thì khinh khi những người thua mình. Do đó mà cái tâm ngạo mạn nó càng cao. Mà tâm ngạo mạn là cái nhân đưa chúng ta tới đau khổ. Vì vậy mà ngã mạn cũng là khổ. Cần nghi ngờ. Như quý Phật tử tu tụng kinh niệm Phật mà tin chắc rằng niệm Phật là Phật đón thì cực lạc không? Tin chắc là mình tụng kinh mình được đầy đủ phước đức không? Chắc cũng có khi tin mà cũng chưa tin mấy, phải không? Cho nên làm thì làm mà nó không có nỗ lực, không có cố gắng, thì đó là cái nghi, là nghi về sự tu hành. Còn nghi người này người nọ, thí dụ trong gia đình hai vợ chồng mà có người chồng ngờ người vợ là không tốt với mình thì có khổ không? Ngược lại người vợ ngờ nghi người chồng không tốt có khổ không? Như vậy thì chính cái nghi đó nó gây ra cái đau khổ cho mọi người. Rồi tới cái tà kiến là cũng là cái khổ nữa. Tà kiến là cái nhận định sai lầm, nhận định trên lệch mà tưởng là đúng là hay, do đó cho nên gây ra khổ. Tôi nói thí dụ như chúng ta là Phật tử, thì trong kinh Phật dạy người tu hành thì không được xem số coi tướng vân vân. Mà Phật tử có muốn đi xem số coi tướng không? Đó, thì như vậy tôi nói nếu mà ông thầy coi tướng coi số nói rằng sang năm đó thì anh hay là chị sẽ phát tài, mà nếu sang năm chúng ta được phát tài thì nói ông thầy coi trúng, nếu sang năm mà không phát tài thì sao? Ông thầy coi chặt. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ, nếu nói sang năm phát tài mà ngồi không ăn chơi hoài có phát tài được không? Hay là mình phải siêng năng, phải cần cù?
Cái siêng năng cần cù là cái nhân để mình có của, còn mình ăn chơi thì nó tiêu mòn. Như vậy thì cái coi tai coi tướng hay là coi số chưa phải là lẽ thực mà chúng ta cũng thích. Quý vị có thích không? Đầu năm nó đi coi số coi tướng không? Chắc cũng có. Nhất là nghe ai đồn ông thầy này coi hay thì thích, mà tôi có quen được một ít ông thầy coi tai coi tướng. Ông nói thật tôi nghe rằng mình coi tai coi tướng muốn ăn khách á thì phải nói nịnh họ khắc khá một chút. Vì ai mà tới coi nói tướng này xấu lắm hay là cái số này xấu lắm thì ai thèm tới mình nữa. Cho nên phải nói dầu họ xấu cũng ráng nói tốt để cho họ vui, vui thì họ mới thưởng tiền mình. Thì như vậy đó là những cái thuật để mà làm cho chúng ta tốn tiền thôi, chứ không phải là lẽ thịt. Vậy mà Phật tử cũng thích làm những điều không hợp với lời Phật dạy, cái đó gọi là tà kiến. Phật dạy sao? Phật dạy Phật tử phải sống lấy nhân quả làm căn bản, phải không? Mà nhân quả thì chúng ta gây nhân lành, tạo nhân tốt thì được quả lành, quả tốt. Chúng ta gây nhân dữ, tạo cái quả dữ, nhân dữ tạo cái quả ác thì chúng ta phải chịu cái quả xấu, quả ác. Như vậy thì cái tốt, cái xấu nó đến với chúng ta là từ nhân thành quả, chứ không phải ngẫu nhiên. Không có cái gì ngẫu nhiên hết. Nhưng mà Phật tử thì lại không tin như vậy, lại đi coi ngày có giờ đủ thứ chuyện. Còn đến bây giờ chắc quý Phật tử sửa soạn các nhà có coi ngày không? Có. Và nếu mà coi ngày thì chắc chắn rằng mình chết cái nhà đó phát tài, hay là rồi có khi nó cũng bị sụp đổ. Tôi nói thẳng cho quý vị thấy, nếu mà coi ngày đời làm ăn được phát tài và mình sẽ ở trong cái nhà đó suốt đời thì chắc không? Ở ngoài này không biết thế nào, chứ ở trong Nam những năm mà cách mạng gần về trước đó đó, mấy ông tướng ông tá rồi có tiền cất nhà lựa ngày tốt cất, nhưng mà tới cách mạng về thì sao? Họ được ở không? Rồi họ cũng chạy tuốt hết trơn. Như vậy rồi cất ai ở cho mình không được ở. Như vậy đó là coi ngày chúng mình đặt. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái nhân của mình tạo thì cái quả mình hưởng, chứ còn không phải ngày giờ, đó là chúng. Nhiều khi tôi phải nói thẳng với quý Phật tử cũng như tăng ni, ở chùa quý thầy cũng hơi kỹ, cũng coi ngày coi giờ để mà dựng chùa, xây chùa. Còn tôi ngược lại, miễn đủ tiền, đủ phương tiện thì cứ xây cứ cất. Thì có những người nói rằng thầy cất không coi ngày, lỡ gặp ngài sát chủ thì sao? Thì tôi cười, tôi cất cái chùa đúc cột và mái ngói đàng hoàng, thì nói tôi ở cái chùa này thế nào tôi cũng phạm cái lỗi là bị sát chủ. Tại vì nó tới năm sáu chục năm mới chết, mới hư, mà tôi vài chục năm thì tôi chết mất rồi, phải không? Thì tôi chết trước, mà chết trước cái chùa hư, mà lúc chết tôi ở trong chùa đó thì phạm cái tội sát chủ rồi. Như vậy thì quý Phật tử cất nhà lầu xây dựng đàng hoàng mà coi ngày thì tránh khỏi sát chủ không? Như vậy mà biết sát chủ thì cái ngày nào cũng làm cho xong, đợi coi ngày tốt làm gì cho mất công. Đó là những cái lẽ thật, nhưng Phật tử chúng ta bị có cái tà kiến
Tà kiến là cái nhận định sai lầm, nhận định trên lệch, không đúng lẽ thật, rồi tin, tin như vậy đó, rồi khổ, cho nên gọi đó là tà kiến. Như vậy thì đây tôi kể có những cái nhân để đưa chúng ta tới cái quả đau khổ. Như vậy thì tất cả cái quả đau khổ nó đến là từ cái nhân tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến. Đó, nếu mà mình sạch được những cái nhân đó thì cái quả khổ không còn. Như vậy thì Phật nói khổ để đưa chúng ta đến tìm nguyên nhân. Và khi biết nguyên nhân là diệt hết nguyên nhân thì hết khổ. Cho nên trong Pháp Tứ Đế, Pháp thứ nhất là Phật nói khổ đế, Pháp thứ hai Phật nói đạo khổ đế, tập đế, tức là cái nguyên nhân gây dựng nên cái khổ đó. Rồi cái Pháp thứ ba đó là diệt đế, Pháp thứ tư là đạo đế. Thì như vậy Phật nói khổ đế là quả, mà tập đế là nhân. Phật nói diệt đế là quả, mà đạo đế là nhân. Tức là như các vị bác sĩ hiện giờ thấy người bệnh, khi mà họ bị bệnh, bệnh sốt hoặc những bệnh khác, thì bác sĩ muốn biết cái gốc bệnh đó từ đâu thì phải tìm thử coi vi trùng gì, phải không? Thấy bệnh rồi không thể trị được mà phải tìm nguyên nhân của bệnh. Biết nguyên nhân bệnh rồi thì để thuốc trị thì bệnh mới lành, chứ không phải biết nguyên nhân trước, mà từ cái quả phân ra cái nhân, nhân là diệt cái nhân thì cái quả nó hết. Cũng như Đức Phật dạy, khổ để chúng ta biết à nó khổ như vậy là quả, mà muốn hết khổ thì phải phân cái nhân của nó. Biết được cái nhân rồi, tiêu diệt cái nhân là chúng ta hết khổ. Thì như vậy có bi quan không? Nên tôi nhiều khi tôi nói, người ta nói đạo Phật là bi quan, mở miệng là nói khổ. Nhưng mà mấy thầy ở chùa có nằm gác tay lên trán thở dài hoài không? Hay là vui tươi hơn quý Phật tử ở ngoài? Quý thầy mới thấm được cái lẽ khổ hơn, mà tại sao quý thầy lại vui? Đó là khi mình biết được cái nhân rồi thì cứ lo tiêu diệt cái nhân, cái quả tự hết, chứ không có buồn, không có than. Hiểu vậy thì mới thấy cái nghĩa cứu khổ của đạo Phật là Ngài biết cái quả rõ ràng, chỉ cái nhân rành mạch. Chúng ta diệt được cái nhân, cái quả hết, gọi đó là cứu khổ. Bây giờ tất cả quý Phật tử thử nghiệm, đừng thèm sợ chết nữa. Nghĩ chết là chuyện thường, ai cũng phải tới, không thèm sợ chết. Thì giả sử như thầy coi tai coi tướng gì nói, năm cuối năm nay thì ông chết hay là bà chết, thì mình nên cười hay nên khóc? Mình không sợ chết thì nó chết thì có gì quan trọng, mình cười. Còn vì mình quá sợ chết cho nên nghe người ta nói chết cái quảng hốt. Đó, cái gốc khổ từ cái mình không có thấu suốt được cái lẽ thật. Như vậy thì chúng ta học Phật là học những cái lẽ thật, chứ không phải học những cái chuyện huyền hoặc quan đường. Mà nhiều khi Phật tử chúng ta dễ tin, dễ nghe những cái gì không có lẽ thực mà cũng tin, cũng theo. Đó là cái lỗi lầm do Phật tử không hiểu Phật Pháp. Đó là tôi giải thích cái thứ nhất. Còn một điểm thứ hai nó rất là quan trọng nữa, là tôi kể cho quý vị thấy có phải là mâu thuẫn hay không. Thường thường trong kinh Phật thường dạy chúng ta rằng cái thân này là vô thường, thân này là bất tịnh, là nhơ nhớp, mạng sống chỉ trong hơi thở. Quý vị có nghe với cái điều đó không? Thân là vô thường, thân là tạm bợ, cái thân là nhơ nhớp, mạng sống trong hơi thở. Thì như vậy Đức Phật coi cái thân này có ra gì không?
Nhưng mà ngược lại thì quý vị chắc thường nhớ trong kinh nói nhân thân nan đắc, thân người khó được. Tại sao Phật chê nó là vô thường, chê nó là nhơ nhớt, chê nó là tạm bợ mà lại nói thân người khó được? Đó. Ngày xưa tôi đọc trong kinh A Hàm có một bài kinh Phật nói người đời được cái thân này không phải là dễ. Nếu mà không khéo giữ, không khéo tu, mất thân này để rồi tìm lại được nó khó. Khó như con rùa mù mà tìm bọng cây. Đó. Rùa mù tìm bọng cây là thế nào? Bởi vì trong kinh kể rõ rằng Phật nói rằng ở giữa biển có một cái bọng cây nổi trên mặt nước, tùy theo gió, gió đùa nơi này nơi nọ bất thường. Ở dưới đáy biển có một con rùa mù 100 năm nó trồi đầu lên mặt nước một lần, trồi đầu lên nó tìm cái bọng cây đương trôi trên mặt biển. Thì Phật hỏi chừng nào con rùa mù tìm được bóng cây? Không biết chừng nào. Phật nói mất thân này rồi tìm lại được khó như con rùa mù tìm bóng cây vậy. Như vậy thì ở đó Phật nói thân này quý hay là đồ bỏ? Nó quý. Cho nên có một cái câu trong nhà Phật nói rằng thiên niên thiết thọ khai qua dị, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan. 1000 năm cây sắt mà trổ qua đó còn dễ, còn mất thân này mà tìm lại được khó hơn là cây sắt trổ bông. Như vậy thể đó nhìn cái thân này quý hay là tiện? Như vậy có mâu thuẫn không? Bên nay Phật chê nó là đồ nhơ nhớp, là vô thường, là tạm bỡ, mà bên nay Phật lại nó khó được. Như vậy cho nên cái người học đạo nhiều khi cảm thấy khó hiểu, cảm thấy mâu thuẫn, như là hai bên ngược nhau vậy. Nhưng mà xét kỹ thì tại sao Phật nói thân này là nhơ nhớp, Phật thân này là vô thường, thân này là tạm bỡ, rồi tại sao Phật nói thân này là khó được? Thì tôi giải thích cho quý vị thấy. Sở dĩ Phật nói thân này là vô thường, thân này là tạm bỡ, thân này là nhơ nhớp là đối với những người cứ chạy theo cái đòi hỏi của thân, cho thân mình là thiệt, rồi thèm món này thích món kia, rồi lại ưa người này thích người nọ. Những cái gì ở thế gian đều là bị vướng mắc làm cho khổ đau. Thì khi đó Phật dạy phải thấy thân này là nhơ nhớp. Thì chính cái câu đó nó xuất phát từ khi Đức Phật ngồi với cổ Bồ Đề tu sắp thành đạo, thì có bọn ma vương tới nó giả những người mỹ nữ ca hát múa, rồi khuyên ngài thái tử nên trở về, không nên tu nữa. Thì ngài bảo rằng đãi gia hôi thối đi, ta không dùng. Rồi họ xấu hổ rút lui. Thì như vậy Phật nhìn thấy thân chúng ta như là một đãi gia hôi thối. Quý vị xét kỹ lời nói đó có lẽ thật không? Có thật không? Bây giờ chúng ta bài ra xà bông thơm, nước dầu thơm, đủ thứ thơm để làm gì? Nếu thân chúng ta có mùi thơm như hoa sen á, thì chắc không cần mấy thứ đó đâu, phải không? Rồi vì thân chúng ta hôi hám quá, cho nên phải mượn mấy thứ đó để làm cho đỡ khó chịu khi đi gần ai. Như vậy thì mình cũng biết nó là hôi hám. Vậy chứ mà có người nào đi ngang chê anh này hôi quá,
hay là chị này hôi quá cái giận không? Giận không? Giận liền. Như vậy thì cái giận đó từ đâu nó ra? Từ cái mê lầm. Sự thật nó là hôi hám, nhưng mà mình cứ tưởng mình là đẹp, tưởng mình là quý, cho nên ai chê nó cái này nổi giận liền. Còn Phật thấy đúng như thật, bởi đúng như thật cho nên lời gì Phật nói ra là vì lẽ thật mà nói, chứ không phải nói để mà đùa cho chúng ta nghe qua chơi thôi. Như vậy thì cái nhìn của Đức Phật thấy thân này là nhơ nhớp, thân này là tạm bợ, thì Phật nói nó là nhơ nhớp, là tạm bợ, có khi nói là giả dối. Bây giờ tất cả quý vị thấy thân mình thiệt hay là giả? Thiệt hay giả? Bây giờ tôi ví dụ như hai người bạn ngồi nói chuyện với nhau, khoảng chừng 30-40 tuổi đang nói chuyện, thì khi đang nói chuyện hai người đó thiệt hay giả? Chắc chắn là thiệt 100%, phải không? Nhưng mà bất thành cái có người bị nhồi máu cơ tim, cái ngã ra cái rồi tắt thở, rồi lúc đó người đó thiệt hay không? Thiệt hay không? Tắt thở rồi cái hết thiệt, phải không? Rồi nếu để chừng người bữa nửa tháng thì càng không thiệt hơn nữa. Như vậy thì khi còn ngồi nói chuyện với mình cho là thiệt, rồi tắt thở rồi thì thành giả. Như vậy thì cái nào đúng? Thiệt đúng hay là giả đúng? Rồi nếu mà ai còn sống, còn đi lại, còn tiếp xúc với chúng ta thì nói người đó thiệt. Còn người nào đùng ngã ra chết thì người đó giả. Như vậy thì ông bà chúng ta bây giờ tìm lại có không? Mất hết rồi là giả. Rồi lần lần người lớn tuổi mà cha mẹ cũng đi theo Phật luôn, cũng giả. Mà ông bà giả, cha mẹ giả, mình thiệt được không? Được không? Vậy mà nói giả không chịu, khổ chưa? Đó, chúng ta mê lầm. Cho nên Phật mới nói à, thân này là giả. Bởi giả cho nên chúng ta mới không có tranh giành, không có lấn hiếp nhau, không có làm đau khổ cho nhau. Thương vì chúng ta mang cái thân tạm bợ này, đùm bọc với nhau, sống một thời gian để hướng dẫn tu hành, chớ mất thân này rồi không biết sao có gặp lại hay không. Chứ vậy thì biết giả để mà thương, để mà giúp đỡ, chứ không phải biết giả để mà chán, để mà bỏ. Đó là cái ý nghĩa Đức Phật nói thân này là vô thường, thân này là khổ, thân này là nhơ nhớp, cái thân này là tạm bợ, vân vân. Như vậy thì thân này Phật đã chê như vậy, tại sao Phật nói lại khó được? Khó được là cái gì? Bây giờ tôi hỏi tất cả quý Phật tử ở đây, chỉ năm giới của Phật dạy đó, quý vị giữ tròn không? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không dối gạt, không uống rượu mạnh, uống say, không hút có áp tỉa xì ke ma túy. Năm giới đó quý vị giữ tròn không? Mà năm giới này Phật gọi là nhân thừa Phật giáo, cái giáo pháp dạy người ta tu để được làm người tốt trong hiện tại và sẽ làm người tốt ở vị lai. Người giữ tròn năm giới thì bảo đảm trở lại làm người, còn nếu thiếu hụt năm giới thì không được trở lại làm người. Bây giờ quý vị kiểm trong xóm, trong làng bao nhiêu người giữ được? Chừng bao nhiêu? Năm giới thôi mà kiếm cũng khó rồi, mà nếu không đủ năm giới thì chết làm sao trở lại làm người được? Cho nên Phật mới nói làm người khó. Có nhiều khi năm giới không giữ rồi lại tạo tội, cho nên nó chìm liễm không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nó trở lại làm người. Cho nên mới dụ là con rùa mù tìm bọng cây. Nó khó như vậy đó. Cho nên chúng ta được phước đủ để mà làm thân người, mắt tai mũi lưỡi thân ý
đều được vẹn toàn thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta nên làm cái gì? Được nó rồi để thụ hưởng phải không? Phần nhiều người ta được cái thân rồi thì chạy tìm từ cái ăn ngon, cái mặt đẹp, những cái vui chơi tạm bợ đó để thỏa mãn qua ngày. Nếu không có cái gì vui thì cảm thấy buồn, buồn tẻ, rồi kêu tiền cái này kia hưởng thụ, hưởng thụ đáo đẻ rồi thì sao? Cuối cùng cái hưởng thụ đó là cái gì? Là cái chết, rồi thành thay thúi, phải không? Như vậy thì tìm hưởng thụ để rồi chết, chứ không phải tìm hưởng thụ để rồi được cái gì hay ho, cái gì cao thượng. Như vậy thì chúng ta sống được làm người, chúng ta phải giữ làm sao đời này là người tốt xứng đáng, đời sau sẽ trở lại làm người nữa, không có mất thân người, thì điều đó là điều chúng ta khôn ngoan. Còn nếu thả trôi tạo nghiệp ác thì nó rớt, khi mất thân này rồi chìm luôn trong trầm luân muôn kiếp, không biết chừng nào trở lại được. Chuyện nó hết sức là khó, như Phật đã từng dụ con rùa mù tìm bóng cây. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta là người làm cái phước lớn, cho nên ngày nay chúng ta biết được điều phải, điều quấy, điều thiện, điều ác, thì chúng ta phải ráng làm sao để thân này mất rồi chúng ta vẫn được trở lại làm người nữa, tiếp tục tu, chứ đừng để chìm rồi muôn kiếp không gặp, thì cái đó rất là đau khổ. Như vậy quý vị chỉ nhớ lại một điều, năm giới Phật đã răn đó, chúng ta giữ tròn. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, năm giới của Phật răn đó mà có người nào giữ thiếu một giới thì quý vị khen người đó tốt không? Thí dụ cái giới nhẹ là như nói dối, chỉ nói dối, còn không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không uống rượu ảnh mà nói dối thì mình cho là hoàn toàn tốt chưa? Chưa có đủ tư cách người tốt à. Hoặc mấy cái phạm kia nó còn nặng hơn nữa. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng muốn thành một người tốt hiện tại thì phải giữ tròn năm giới. Mà năm giới giữ tròn thì bảo đảm đời sau trở lại làm người không nghi ngờ gì hết. Nếu quý vị giữ năm giới rồi, khi bệnh hoạn sắp chết có ai hỏi anh chị rồi sẽ đi đâu, thì quý vị cười trả lời rằng chiếc xe cũ nó hư, tôi sẽ tạo chiếc xe mới tốt hơn, phải không? Vì mình có sẵn tiền sẵn của rồi, nghĩa là có cái giới đức rồi thì trở lại làm người tốt hơn. Trong kinh Phật dạy không sát sanh thì đời sau sống dài, tuổi thọ dài, không trộm cướp thì đời sau có của nhiều, không tà dâm thì đời sau đẹp đẽ, không nói dối thì đời sau nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tin, không uống rượu mạnh, uống say, hút có phiện thì ke ma túy, thì đời sau sanh ra trí tuệ minh mẫn. Đó, như vậy thì muốn trở lại làm người mà được toàn vẹn thì quý vị muốn thiếu cái gì trong năm cái đó không? Không thể thiếu được, thiếu một cái là bất hạnh rồi. Như vậy cho nên chúng ta phải ráng giữ tròn năm giới để xứng đáng là con người tốt trong xã hội hiện tại, và mai sau chúng ta trở lại càng tốt hơn. Đó là cái biết tu. Như vậy thì Phật dạy chúng ta thân này nó tạm bợ, nó giả dối, nhưng mượn nó để chúng ta duy trì cái đức tính tốt của con người đời này mãi tới đời sau. Còn không khéo chỉ chạy theo cái đòi hỏi của thân này, rồi chúng ta tạo nghiệp thọ khổ, rồi chìm trong tam đồ không biết chừng nào ra khỏi. Tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, nó không biết chừng nào ra khỏi. Bởi vì chúng ta sanh làm người ở thế gian này
tuổi thọ dài lắm là 100 năm, nhưng mà rơi vào kiếp ngạ quỷ thì tới mấy ngàn năm, còn ở địa ngục cũng vậy. Như vậy thì mất thân này rồi muốn trở lại đâu phải là dễ. Cho nên Phật mới nói nhân thân nan đắc, tức là thân người khó được. Khó được là như vậy đó. Như vậy thì hiện giờ được thân người rồi thì chúng ta tối thiểu cũng phải giữ nó đủ tư cách là con người hiện tại và đủ phước đức để làm con người tốt hơn đời sau. Đó là tu. Tu là như vậy. Tu không có nghĩa là quyền bí, không có nghĩa quan đường, mà chúng ta làm tạo cái điều kiện để thành một con người xứng đáng là một con người và tiếp tục làm người không mất. Đó là quý vị thương mình, phải không? Còn chạy theo vật chất để được thụ hưởng nhiều, thụ hưởng hơn người ta, nếu mình được thụ hưởng mấy đi nữa. Quý vị thấy những người mà ăn uống nhiều, nhậu nhẹt nhiều, rồi thân họ sao? Thì sanh nó bệnh hoạn nhiều, có lợi gì đâu, phải không? Còn mình sống vừa phải, sống vừa đủ tư cách của một cái người lương thiện, thì cái đó là cái kế lâu dài cho mình. Như vậy thì chúng ta tu là để làm sao cho bản thân mình xứng đáng làm con người trong cái xã hội loài người, không hổ thẹn với ai. Đó là cái tốt trong kiếp này, và nhân chúng ta tạo tốt cho đời sau là giữ tròn năm giới, xứng đáng là con người tốt ở đời sau. Đó là cái tu, tu của người cư sĩ. Còn nếu là người xuất gia, được thân này rồi, được gặp Phật pháp là hai cái khó được mà được, thì phải cố gắng tu làm sao đời này đối với đạo mình tiến chưa có đến quả vị gì cao, thì đời sau tiến lên. Chứ đừng có được thân này gặp Phật pháp rồi mà thả trôi, có tu cho có chừng, mai kia mất thân này rồi không biết có gặp Phật pháp được không. Cho nên chúng ta phải quý, phải tiếc cái thân này, sống một ngày xứng đáng một ngày, sống một tháng xứng đáng một tháng, sống một năm xứng đáng một năm, chứ đừng có để thả trôi vô ích chạy theo cái thụ hưởng vật chất rồi cũng phải điêu tàn, phải tiêu ma không còn gì nữa. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Như vậy thì hai điều, điều thứ nhất Phật nói thân này là khổ, thân này vô thường, thân này nhấp nhúa, là để ngăn chặn cái lòng tham của chúng ta đuổi theo vật chất. Khi chúng ta không còn tham vật chất nữa thì Phật nói được thân người là khó. À, được thân người là khó, cho nên được nó rồi chúng ta phải dùng làm sao cho được kết quả tốt. Đừng thả trôi một đời, qua rồi tìm lại không phải là dễ. Vì vậy mà tất cả chúng ta ai ai cũng được phước, được làm người, thì phải cố gắng tập tu, đừng để rơi tuột xuống, thì sau này tìm lại rất là khó khăn. Như vậy thì nói thân người khó được và nói thân người nhơ nhớp vân vân, hai cái đó có mâu thuẫn nhau không? Dường như mâu thuẫn mà không có mâu thuẫn, đều là một phương tiện khích lệ người ta tiến lên, phải không? Chứ không có mâu thuẫn mà chống chọi với nhau. Như vậy thì quý vị nghĩ được thân người rồi chúng ta phải làm gì đây? Tôi có một cái thí dụ, tôi nói rằng ví như người đi biển, khi thuyền ra ngoài biển cả bị gió sóng dập chìm thuyền, thì người đó vừa bơi ra ngoài, lội ra ngoài,
chụp được một gốc cây mục. Thì được một gốc cây mục rồi, người đó phải sao? Là ôm gốc cây mục và tìm cách ràng rịt gốc cây mục hoài, phải không? Hay là ôm được gốc cây mục mình khỏi chìm thì phải lợi dụng cái thời gian gốc cây mục nó chưa rã đó, mình tìm cách bơi vô bờ, hoặc là tìm cách để ra dấu hiệu cầu thuyền bè hay là tàu qua lại nó cứu. Như vậy thì chúng ta còn đương sống lên đên trong biển cả, nhưng vớ được gốc cây mục, biết rõ đây là gốc cây mục là không bền, không chắc, thì chúng ta phải làm sao? Phải cố gắng, nếu gần bờ thì nương gốc cây mục mà lội vào bờ, còn nếu xa bờ phải tìm cách làm sao báo tin báo hiệu cho tàu bè khác thấy để cứu vớt mình. Thì như vậy là thông minh. Chứ nếu được gốc cây mục rồi ôm gốc cây mục cứ thả trôi nó hoài chờ nó rã thì có phải là dại khờ không? Gốc cây mục là ví dụ Phật nói thân này là tạm bỡ, là giả dối. Nhưng mà được cái tạm bỡ giả dối này, chúng ta phải lợi dụng nó làm cái gì được để đưa chúng ta tới chỗ an lành, chỗ bình yên, chứ không nên bám vào đó để chờ cái ngày bại hoại. Hiểu vậy thì trên đường tu chúng ta mới xứng đáng là người biết học đạo, biết tu hành. Quý vị xét kỹ nhìn lại người thế gian, chúng ta thật là đáng thương, rất là thương. Thương sao? Vì cái mê muội mà rồi cứ chạy theo những cái tạm bợ, hài lòng thỏa mãn với những cái tạm bợ, vui cười với cái tạm bợ, rồi mai kia thân này rã, không biết mình sẽ ra sao. Đó là những người rất là đáng thương. Mà quý vị thấy cái người đáng thương đó nhiều hay ít? Nhiều quá ư là nhiều, phải không? Rất là nhiều. Vì vậy mà tất cả chúng ta biết rồi phải cố gắng, phải nỗ lực tập tu, chứ đừng để thả trôi như những người kia mà rồi sau này hối hận không kịp. Đó là cái điều hết sức là thiết yếu. Vì vậy mà tất cả Phật tử hiểu rõ thân người khó được, được nó phải dùng cho đúng chỗ, dùng cho nó hợp lý, để rồi mai kia mất nó chúng ta còn cái chỗ tốt hơn. Chứ đừng dùng những chỗ sai lầm để sau khi mất nó rồi chúng ta phải chìm sâu trong cái dòng luân hồi sinh tử. Đó là cái điều mà tôi thấy cần nhắc tất cả. Đó là cái mâu thuẫn thứ hai. Đến cái mâu thuẫn thứ ba là quý Phật tử vào chùa, nhất là các cái chùa ngoài Bắc, và ở đây cũng có các cái chùa, ở trước khi bước vào cửa chùa hoặc là ở trong chùa, chúng ta thấy có thờ hai vị thần, hai vị bên nay gọi là ông thiện, bên nay gọi là ông ác, phải không? Bên ông thiện, bên ông ác. Ở đây quý vị thấy có chùa nào thờ không? Có, tôi cũng thấy có. Cho nên tôi nhắc cho quý vị thấy, người ta đặt câu hỏi, mình tu hành thì thờ ông thiện để mình bắt chước mình tu, còn ông ác mình thờ để làm gì? Phải không? Như vậy thì dường như có cái mâu thuẫn. Mình muốn làm thiện, khuyên người làm thiện, mà mình thờ ông ác, tại sao vậy? Đó là một điều nhiều khi Phật tử thấy dễ hay vậy chứ không biết ý gì, lý do gì mà thờ như vậy. Trong đạo Phật làm việc gì đều có cái ý nghĩa cụ thể. Bởi vì trong kinh dạy rằng Bồ Tát có hai hạng: Bồ Tát thuận hạnh và Bồ Tát nghịch hạnh. Bồ Tát thuận hạnh
và Bồ Tát nghịch hạnh. Thì như vậy chúng ta thờ ông thiện để làm gương lành, gương tốt bắt chước theo đó, thì cái ông thiện đó là biểu trưng cho Bồ Tát thuận hạnh. Có những khi chúng ta làm cái gì sai lầm, làm cái gì tội lỗi, rồi có những vị mà phát tâm Bồ Tát đó, tới khuyên chúng ta, an ủi chúng ta đừng làm nữa, những lời nhẹ nhàng, những cử chỉ giúp đỡ làm cho chúng ta tỉnh, chúng ta không làm, thì cái đó là Bồ Tát thuận hạnh. Nhưng mà Bồ Tát nghịch hạnh thì sao? À, quý vị vô chùa thấy ông ác dễ sợ không? Cầm kiếm, cầm đồ quai lót, mặt mày rằng ri. Đó là để nói Bồ Tát nghịch hạnh. Bởi vì chúng sanh ở trên thế gian này không có một chiều. Người thì khuyên răng, dạy dỗ hiền lành, họ nghe, họ biết thức tỉnh. Còn có người thì phải răng he, rồi phải đánh đập, họ mới hoảng sợ, rồi họ mới bỏ cái thói dữ của họ. Thì như vậy, vì cứu họ không có để cho họ tạo tội lỗi, cho nên cái người Bồ Tát thuận hạnh là dùng lời khuyên, dùng cái cử chỉ hiền hòa nhắc nhở. Còn Bồ Tát nghịch hạnh thì phải răn đe, phải làm dữ để cho họ hoảng sợ. Nhưng hai vị đó làm vậy với mục đích gì? Đều là nhắm cho người kia chừa cái xấu ác, phải không? Nhắm chừa xấu ác. Nhưng làm Bồ Tát thuận hạnh thì hơi dễ, làm Bồ Tát nghịch hạnh hơi khó. Cũng phải hạng Bồ Tát cao mới dám làm, chứ Bồ Tát thấp thấp làm không nổi, làm cái vị người ta cự lại cái chừng đó hoảng hốt. Vì vậy mà phải hiểu rằng trên đường tu chúng ta có những người bạn tốt và cũng có những người bạn theo thế gian gọi là không tốt, phải không? Hay là quý vị gặp bạn tốt không? Mà nếu khi gặp bạn tốt khuyên răng giúp đỡ cho chúng ta được tiến tu thì đó là Bồ Tát thuận hạnh. Còn gặp mấy người bạn xấu, mình đi chùa mà kêu ngạo, hoặc là mình đi chùa mà nói bậy nói bạ thì sao? Trước hết mình chưa có trừng trị được họ cho họ chừa bỏ, thì trước hết mình phải sao? Mình nghĩ là đây chắc cũng là Bồ Tát nghịch hạnh rồi, phải không? Thôi thì mình ráng mình sửa cho đừng giận hờn người ta, biết đâu đó là Bồ Tát nghịch hạnh. Nhớ như vậy, cho nên mình làm việc lành, làm việc phải được khuyến khích khen ngợi, thì đó là những vị Bồ Tát thuận hạnh nâng đỡ mình. Mình làm việc lành, việc phải mà có những người răn đe mắng chửi mình thì đó là Bồ Tát nghịch hạnh, không oán hờn ai hết, phải không? Như vậy thì sự tu mình nó không có bị thối chuyển. Mà quý vị nghĩ trong kinh Phật, Phật kể lại biết bao nhiêu đời Ngài đã từng làm cái hạnh Bồ Tát tu nhẫn nhục, thì có những vị tới thử các Ngài một cách rất là tàn tệ, mà Ngài cũng thấy đó là Bồ Tát nghịch hạnh để cho Ngài tiến lên. Như bây giờ tôi nói thí dụ, Phật tử phát nguyện năm nay tôi tập cái hạnh nhẫn nhục, ai chửi tôi cũng làm thinh, tôi không có cãi, phát nguyện đầu năm vậy. Rồi nếu mà từ đầu năm đến cuối năm ai cũng khen mình hết á, thì cái hạnh mình thành chưa? Hạnh nhẫn nhục được chưa? Chưa được. Bởi vì đâu có ai thử mình mà biết mình đã thành tựu hạnh nhẫn nhục. Nhưng bây giờ mình phát nguyện như vậy thì từ đầu năm tới giữa năm không ai động tới mình, rồi gần cuối năm cái có ai đó kiếm chuyện, mình không có làm những cái điều xấu vậy mà họ tới họ mắng nhiếc đủ thứ hết, thì lúc đó nếu mà mình không có lỗi lầm
mà bị mắng nhiếc thậm tệ, lúc đó chịu nổi hợp không? Mà muốn chịu nổi phải nghĩ sao? Nên à, mình tu cái hạnh nhẫn nhục mà chưa có người thử mình thì làm sao biết mình đã được. Mà không có người thử, mà bây giờ có người làm như thế này, tức là thử mình. Mà thử mình thì đó là Bồ Tát nghịch hạnh rồi. Thì như vậy mình xá xá, mình cảm ơn, mình không buồn, không giận gì hết. Thì đó là mình được cái hạnh nhẫn nhục. Còn nếu mà nổi nóng lên cự lại thì cái hạnh nhẫn nhục chưa ra gì. À, như vậy cho nên cái người Phật tử chúng ta tu phải khéo, tu phải biết rõ cái nhân, chứ đừng có nghĩ rằng mình làm cái việc tốt đó rồi ai cũng hưởng ứng hết. Có người hưởng ứng khen ngợi, có người chê bai mắng chửi, thì hai người đó đối với chúng ta đều coi như cái gì? Coi là thiện tri thức, thuận hạnh và nghịch hạnh, phải không? Rồi vui vẻ, không buồn, không giận, thì trên đường tu bảo đảm tiến. Có cái gì mình quyết định làm mà không có cái thử thách, thì chúng ta làm sao biết cái việc làm đó chúng ta đã thành tựu? Cũng như đi học, học trò khi muốn được lên lớp hoặc là muốn được chuyển cấp thì phải sao? Phải thi, phải không? Mà bình thường cô giáo, thầy giáo dạy thì dỗ dành ngon ngọt, mà tới trình thi thì sao? Thì mấy người đâm nghiêm, phải không? Không cho nói, không cho hỏi gì hết. À, thì như vậy, muốn cho học trò nó học giỏi, học đến nơi đến chốn, thì cái người gác thi hay cái người chủ khảo phải khó. Khó để làm gì? Khó để giúp cho nó cố gắng tiến lên, phải không? Nhưng mà nếu đứa học trò nó thấy những người giám khảo hay chủ khảo mà khó quá, cái nó sao? Nó muốn nguyền rủa đó. Thì cái đó là không biết. Mình phải hiểu được cái chỗ sâu kín đó thì cái cuộc đời nó tốt đẹp, không có gì xấu hết á. Như vậy thì thầy giáo cô giáo muốn học trò giỏi, mà giỏi thì nó phải có thi, mà thi thì phải đánh rớt. Đứa nào không xong phải đánh rớt. Thì như vậy đánh rớt những đứa học bài không thuộc, làm bài không được, là thầy giáo cô giáo ác hay là thiện? Mới thấy thì ác với cái người này, nhưng mà thiện với nhiều người khác. Thì những người ta thấy à, học dở bị đánh rớt, năm tới ráng học cho giỏi. Thì như vậy nhờ đó mà nó cố gắng. Như vậy thì chúng ta nhìn cuộc đời này không có cái gì là không có hai bên tốt xấu, mà có hai bên tốt xấu. Bây giờ chúng ta muốn bên tốt là tốt, bên xấu cũng thành tốt luôn, thì phải làm sao? Thì phải thấy Bồ Tát hai hạnh, phải không? Thuận hạnh và nghịch hạnh. Bình thường người đó đối với chúng ta rất tốt, nhưng mà có cái chuyện gì cái rồi họ lại có những cái lời, những cái hành động làm tổn thương cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cứ nhớ rằng đây là một cơ hội thử thách coi sự tu hành mình ra sao. Hiểu vậy là thôi cười, ai nói gì, làm gì, tuy trái ý, tuy là phiền hà, nhưng mà chúng ta vẫn quý, vẫn kính. Thì như vậy, quý vị thấy tu dễ hay khó? Tu đâu có khó. Khó là tại vì chúng ta không biết rõ được cái nguồn gốc, một cái sự việc xảy ra, nó có cái căn gốc ở chỗ nào, chúng ta không biết. Cho nên là chúng ta cứ thấy cái gì phiền hà, cái gì bực bội, thì chúng ta đâm ra những cái cử chỉ không hiền, những lời nói không tốt, rồi nó khổ lụy với nhau. Như vậy thì trên đường tu, đây tôi nói trên đường tu,
từ thấp đến cao ai cũng phải qua những lần tôi luyện của các vị thiện tri thức hết. Các vị thiện tri thức có khi rất hiền lành, rất hòa nhã với chúng ta, nhưng có khi những cũng phải rầy la mắng hét để cho chúng ta thức tỉnh, chứ không phải chỉ một bề chiều chuộng. Mà Phật tử chúng ta ngày nay thích cái gì? Thích sao mà thầy khen hoài vậy? Thấy không? Nếu thầy rầy cái giận không muốn đi chùa nữa. Thì như vậy là chúng ta đòi hỏi có một chiều. Mà nếu một chiều á mà chúng ta cứ tiến đều, tiến tốt á, thì không nói gì. Có khi chúng ta cũng sanh tật, sinh chứng, thì thầy phải rầy, phải hét. Nhờ rầy hét đó mà trò mới cố gắng lên. Thì như vậy cái rầy hét đó là cái cứu vớt mình, nâng đỡ mình, chứ không phải là hại, không phải là dìm. Hiểu vậy thì tất cả quý Phật tử trường hợp nào cũng nhớ hình ảnh ông thiện ông ác, thấy không? Mà hai ông đều là Bồ Tát hết á. Ông thiện là Bồ Tát, ông ác cũng là Bồ Tát, chứ không phải ông thiện Bồ Tát, ông ác là quỷ sứ, không phải vậy. Chúng ta hiểu cho thiệt rõ. Như vậy thì cuộc sống này quý Phật tử thấy có gì phiền hà đâu. Nghĩa là ai mắng chửi mình thì mình cứ nghĩ đó là Bồ Tát đó, nhắc nhở mình. Tại mình có những cái lỗi, có cái sai lầm, mắng chửi để mình chừa, mình bỏ. Chứ còn Phật tử mình á thì tu, rất ham tu, rất thích tụng kinh, nhưng mà ra ai động tới cái nỗi sân liền. Quý vị có sân không? Như vậy thì phải đặt câu hỏi lại, mình tu là tu với Phật hay là tu với chúng sinh? Quý vị trả lời coi, tu với Phật hay tu với chúng sinh? Nói tu với Phật thì ông Phật ngồi trên bàn không có ừ thử gì đâu, tu với ông, phải không? Mình lại thì cứ lại, Phật cũng không gật đầu. Mình làm cái tụng kinh bao nhiêu Phật cũng không khen. Như vậy thì tu với Phật thì tu là im liềm vậy à. Nhưng mà chúng ta có cái tật thích cái gì để im liềm, mặc tôi làm cái gì tôi làm được nhiều hay bao nhiêu. Chứ còn tu á, nghĩa thực của nó là tu với chúng sanh. Bởi vì chúng sinh còn nhiều bệnh tật, còn nhiều phiền não, cho nên chúng ta tu với họ. Họ có những cái dở, cái xấu thì chúng ta phải tìm cách khuyên răn hoặc là nhắc nhở để cho họ bớt dở, bớt xấu. Chúng ta có cái gì dở xấu, họ mắng mà nạt chúng ta, chúng ta mang ơn họ, thì như vậy là chúng ta khéo tu. Còn nếu mà ai mới quở rầy á thì giận, thì buồn. Nhất là những Phật tử thường tới chùa cúng kính nhiều, mà bữa nào bị thầy rầy cái thì nói sao? Thôi không thèm tới chùa đó nữa. Thì đó là cái bệnh mà rất là thâm căn cố đế đó. Bởi vậy nên quý Phật tử phải hiểu kỹ, mình cúng chùa là cái việc làm phước của mình. Mình làm sai đạo lý thì thầy phải rầy mình, đó là thương nhất, chứ đâu phải là ghét giận. Quý thầy nạt nộ mà không có giận, còn Phật tử thì cứ cố chấp. Do đó cho nên trên đường tu chúng ta có nhiều cái trục trặc, nhiều cái thối bồ đề tâm lắm. Cái gì mà thấy thuận với mình thì tiến, thì hăng hái. Cái gì nghịch với mình cái thì sanh chứng, sanh tật liền, muốn bỏ chùa, không thèm tới nữa. Đó là cái lẽ mà Phật tử thường gặp lắm. Như vậy thì quý Phật tử thấy tất cả chúng ta tu, ai cũng như ai đều phải vươn lên. Mà muốn vươn lên thì tất cả những cái gì nó cột, nó ghì mình xuống đó, mình phải cắt, phải bỏ.
Mà quý vị thấy cái cột ghì mình lại đó là gì? Là tam độc đó, tham sân si. Cái đó là nó cột, nó trói mình, gỡ không ra. Nếu mà gỡ nó không ra thì không bao giờ hết khổ. Cho nên cái chữ mà trong nhà Phật dùng tham sân si gọi là tam độc, là ba thứ độc. Phật lại còn ví dụ, một hôm Phật hỏi thầy Tỳ Kheo, hỏi nếu ở trong cái thất của ông mà có ba con rắn độc nó chung vô thì lúc đêm đó ông ngủ được không? Thầy Tỳ Kheo thưa bạch Thế Tôn, ngủ không được. Hỏi tại sao ngủ không được? Hay vì con ngại ba con rắn nó cắn nên con không dám ngủ. Phật hỏi như vậy thì làm sao ông ngủ được? Hay con phải đuổi chừng nào ba con rắn đó ra khỏi nhà con rồi thì con mới ngủ được. Thì ba con rắn độc đó Phật dụ là tham sân si. Như vậy thì quý vị được ngủ yên, quý vị tu tiến, quý vị làm Phật sự dễ dàng thì phải làm sao? Phải đuổi ba con rắn độc ra. Có vị nào tiếc không dám đuổi không? Tiếc không? Không tiếc mà đuổi, in đuổi hay là đuổi một con chượng con. Như vậy thì chúng ta tu biết nó là độc, chúng ta phải đuổi, phải loại nó ra khỏi. Nó còn một con ở trong cái nhà của mình cũng ngủ không yên, huống nữa là có đủ ba con. Bây giờ quý vị kiểm có đủ ba con không? Đủ nguyên ba con. Bởi vậy cho nên rồi có nhiều khi mất ăn mất ngủ vì nó đó, phải không? Nên cái người tu chúng ta phải khéo léo, làm sao chúng ta thực hiện được những điều Phật dạy. Phật nói cái này là độc, chúng ta cố gắng bỏ. Phật nói cái này là tốt, chúng ta cố gắng thực hành, thì đó là chúng ta khéo tu. Chứ Phật nói độc, dạ độc, nghe như vậy nhưng rồi để nguyền. Như vậy thì chừng bao nhiêu năm chúng ta tiến lên. Nhiều khi tu, có những người Phật tử than với tôi rằng thực ra cái tham cái si á, thì con không thấy, nhưng mà cái sân sẽ bỏ khó quá. Quý vị thấy khó không? Bỏ khó quá. Mà tại sao bỏ khó? Quý vị biết tại sao không? Tại một á, là cái ngã mình cao đó, cho mình là ngon lành là hơn người ta, cho nên động tới cái nỗi sân lên liền à, phải để mình chỉ huy chứ không cho người khác nói động tới đó. Một là cái ngã cao đó. Hai là cái phản ứng không làm chủ được, người ta nói động cái gì la lên liền mà không có kẹp, không thấy, không làm chủ được, cho nên rồi dễ bực bội. Bây giờ quý vị muốn hết cái nóng giận đó không? Giờ tôi chỉ cho quý vị dễ lắm, không có gì khó hết. Nếu mà có ai đó họ chúng ta không làm gì phiền họ, nhớ rõ vậy, biết rõ vậy, nhưng mà hôm nào đó họ gặp mình rồi họ mắng chửi thậm tệ, thì lúc đó quý vị phải xử như sao? Thường thường nói có nhân có quả, mà bữa nay mình nhớ mình không có làm gì cho họ phiền, mà bây giờ gặp mình họ lại chửi mình, thì quý vị có xử sao cho yên? Đó là một cái điều mà chúng ta phải cẩn thận. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, nếu ai đó không làm điều gì cho quý Phật tử buồn thì gặp người đó quý Phật tử có chửi được không? Tự nhiên là không.
mà bây giờ gặp mình ta chửi mình thì tất nhiên có cái gì rồi, phải không? Thì như đó, vậy thì có cái gì, tức là mình đã gieo nhân cho họ bực bội trước, bây giờ gặp mình họ mới mắng chửi mình là cái quả. Thì khi đó nếu mình không nhớ, thì khi bị chửi như vậy đó, thì cứ chắp tay thưa, thưa anh hay thưa chị, không biết tôi có phạm cái lỗi gì làm phiền anh chị, anh chị vui lòng nói cái lỗi đó ra cho tôi biết để tôi sám hối. Thì người đó bất giận chưa? Nếu như vậy thì mình xin, đó là cái quả nó đã có, thì mình biết có cái nhân và tìm cái nhân. Nếu người đó nói à, hôm nào đó anh hay là chị làm cái gì đó tôi phiền lắm, hoặc là làm cái điều gì đó tôi bực tức lắm, vân vân, thì nó à, cái đó cái sơ suất của tôi xin thành tâm sám hối, từ đây về sau tôi không dám phạm nữa, không dám làm phiền anh chị nữa, vân vân. Thì lúc đó họ hết giận chưa? Đó. Như vậy thì người ta đương oán hờn mình. Muốn cho người ta hết oán hờn thì mình phải phân cái nguyên nhân nào mình đã làm cho họ oán hờn, rồi mình biết nguyên nhân đó cho mình sám hối thì người ta tha thì nó hết. Còn đằng này khi người ta chửi bới mình, cái mình tức, tức cái mình chửi bới lại, thì như vậy cái nhân cũ mình gieo cho họ mình chưa gỡ được, bây giờ chồng lên lớp mới nữa, phải không? Rồi cái mình chửi bới họ, họ chửi bới mình, cái chồng chồng lên đi tới cái nguy hiểm. Cho nên cái quả nó cứ chồng chất, nó không có hết được. Bây giờ muốn hết thì chúng ta can đảm. Mà quý vị có can đảm điều đó không? Can đảm không? Sao dở vậy? Cái chuyện rất là tốt, rất là phải mà không can đảm. Thì như vậy là ưng giữ cái oán hờn hoài sao? Ưng giữ hoài sao? Đó là chúng ta chưa có khéo tu. Bởi vậy nên khéo tu thì chúng ta phải gỡ mà không có nên cột. Cái gì đã có làm phiền, làm khổ người khác thì bây giờ biết chúng ta phải gỡ lần cho nó hết, chứ không nên chồng chất càng ngày càng bội thêm, thì đó là cái nguy hiểm. Như vậy thì trên đường tu mà quý Phật tử hiểu rõ, biết rõ như vậy thì tu dễ hay khó? Bớt cái bản ngã xuống chút rồi tu dễ, phải không? Còn bản ngã cao quá nhất định tu phải khó. Mà tu muốn dễ, mỗi tối quý Phật tử tụng kinh Bát Nhã, Phật dạy sao? Chiếu kiến ngũ quẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách đó. Thì soi thấy thân năm quẩn này là không thiệt, thì qua hết tất cả khổ nạn. Còn cái này chúng ta tụng thì tụng, mà thấy thiệt cứ thiệt, phải không? Đó. Thấy thiệt cứ thiệt hoài, cho nên tụng năm này qua năm nọ, mà bệnh nào tật nấy, không có đổi giờ. Chứ còn bây giờ mình soi thấy thực cái thân thể xác do tứ đại hòa hợp mà thành, thì nó là thiệt hay không thiệt? Cái gì có hợp thì cái đó là hư giả không thiệt. Cho nên tánh nó là không. Mà tánh là không thì thấy thân này không thiệt thì ta khen chê đâu có gì quan trọng. Thấy cái thân này không thiệt thì gặp những cái khó khăn nào chúng ta cũng xem thường, cho nên qua hết tất cả khổ ách. Còn mình thấy thân này là thiệt thì cái khổ nào mình cũng mắc kẹt hết trơn. Bởi vậy cho nên Phật tử tụng kinh thì tụng, mà khổ vẫn không thấy khổ. Bây giờ chúng ta phải khéo nhìn thấu đáo thì tự nhiên chúng ta thấy khổ. Như vậy thì trên đường tu Phật dạy rất là kỹ, rất là rõ. Muốn tu cho tiếng thì chúng ta phải thấy cái ngã này nó là vô thường, là tạm bợ, là giả dối, vân vân. Rồi chúng ta không có quý trọng nó, để chúng ta hạ bớt cái ngã của chúng ta. Mà cái ngã nó giảm xuống
thì tu rất là dễ. Còn cái này mình cứ ngỡ nó là tốt, là thiệt, là quý, cho nên rồi hạ không được. Hạ không được thì tu rất là khó. Như vậy, biết cái thân này là tạm bợ, là giả dối, đó là quý vị đã có được cái gì hay hay trong đạo chưa? Có chưa? Cái gì? Đó là cái giác của mình rồi, phải không? Cái giả biết là giả thì đó là giác. Còn cái giả mà tưởng là thiệt đó là mê. Mà bây giờ thân chúng ta là duyên hợp hư giả, mà chúng ta cứ tưởng nó thiệt, đó là chúng ta đang mê. Mà đệ tử của Phật thì có quyền mê hay không? Phật là bậc giác ngộ, mà chúng ta nói đệ tử Phật hay là con của Phật là chúng ta phải có giác. Mà chúng ta không chịu giác, chúng ta cứ mê hoài, rồi than Phật, sao Phật không cứu con khổ quá, phải không? Tại ôm cái mê hoài làm sao Phật cứu được. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu, tu là phải giác, giác là phải thấy đúng như thật. Thân này là tạm bợ, là hư giả, là nhớp nhúa. Bây giờ quý vị thấy được, thân này là giả nè, thân này là nhớp nhúa, hai cái đó thôi, thì quý vị có hiền lành được chút nào chưa? Thân đã giả thì có giành giật chúng ta làm chi? Không giành giật lời hơn tiếng thua, không giành giật của cái, không giành giật cái mà được khen được chê vân vân, thì tất nhiên mình dễ tu rồi. Còn đằng này chúng ta cứ thấy nó là thiệt, là quý, cho nên rồi cứ muốn làm sao cho mình hơn, muốn cái gì cho mình được đó, như vậy muốn mình hơn mình được, người khác phải thua thiệt, thì đó là cái gốc tranh giành với nhau. Cho nên tu trước hết phải có trí tuệ, thấy đúng như thật về con người của mình. Mà thấy đúng như thật về con người của mình thì chắc chắn quý vị sẽ dễ tu. Cho nên người xưa thường nói, nhắc chúng ta rằng ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, đó, có gì vui đâu. Đó, qua một ngày mạng sống chúng ta mòn một phần, có phải mòn không? Đó, mà như vậy qua mất từng ngày mà chúng ta có để ý đâu, phải không? Có nhiều khi trông cho ngày qua cho mau, để làm chi? Để cuối tháng lãnh lương, phải không? Chết thì sợ, mà muốn ngày tháng qua cho mau thì quý vị thấy có mâu thuẫn không? Như vậy thì muốn ngày tháng qua mau thì tức là muốn mình gần chết, chết thì sợ mà lại đòi cho mau, thì đó là mâu thuẫn hoàn toàn. Bởi vì chúng ta mê lầm, cho nên chúng ta sống trong cái mâu thuẫn như vậy. Bởi mâu thuẫn như vậy cho nên là chúng ta cứ đau khổ. Bây giờ biết rõ mỗi một ngày qua mất là cái mạng sống chúng ta đã tiêu giảm một phần rồi, như vậy thì chúng ta phải làm gì trong những ngày còn? Chứ đừng có bỏ phí, phí một cách uổng, phí một cách vô ích, thì sau này chúng ta hối hận không kịp. Như vậy thì tất cả quý Phật tử là cái người phát tâm tìm hiểu Phật pháp, cho nên nghe chúng tôi tới đây, quý vị tới nghe chúng tôi giảng, những cái điều tôi giảng nói đó quý vị xét thấy kỹ, nó là lẽ thật, nó là lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni, thì quý vị phải cố gắng thực hành. Mọi cái đau khổ của thế gian này nó chỉ là trò chơi thôi, không có gì quan trọng hết. Mà quan trọng sợ rằng chúng ta tạo nghiệp, tạo ác, rồi chúng ta phải lăn lộn trong ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cái đó mới là cái quan trọng. Vì vậy mà chúng ta nhường nhịn nhau mà sống, chúng ta cố gắng giúp đỡ nhau để mà tu, thì đó là cái
con người lương thiện của mình, chứ đừng nên tranh hơn, tranh thua, giành được, giành mất, rồi nó khổ. Nó khổ cho đời này, rồi khổ lụy tới nhiều đời sau. Đó là cái lời nhắc nhở của chúng tôi. Vậy mong tất cả quý Phật tử có mặt hôm nay cứ cố gắng tinh tấn tu hành, đừng có bỏ qua thời gian quý báu. Mất thân này tìm lại khó lắm, không phải dễ như tôi đã kể đoạn trước. Thế thì hôm nay buổi giảng của tôi tới đây là dứt. Cầu nguyện tất cả quý Phật tử đều sớm thức tỉnh để tu hành, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những thời gian sau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thôi như vậy thì đến đây hết. Tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.